Alo, xin chào anh em nha anh em ơi. Bữa giờ rất là nhiều anh em nhắn tin yêu cầu mình quay cái đoàn tàu cá lưới rút. Thì bữa giờ chủ yếu là mình quay về những cái hoàn cảnh, những cái con người, những cái ngờ nhỏ lẻ, những cái ngờ mà thuyền túng hoặc là đi trên những chiếc ghe 5-6 mét. Chứ mình ít quay các cái tàu cá lớn. Thì bữa nay mình quay cho anh em xem nha anh em. Đây anh em thấy tàu cá lưới rút của Phú Yên dài 23 mét nè anh em. Đó, tàu cá này mình từng quay rất là nhiều cái video trước cho anh em đã từng xem rồi. Đó, anh em nào muốn xem lại những cái video trước của tàu cá này thì vào ở trong trang kênh của mình để xem những cái video lúc bắt trụ cảo, lúc lắp máy giờ chụp. Đây phía bên này mình quay mấy con tàu nhựa rút tủ của Dũng Án cho anh em xem, làm cùng cái vùng đánh bắt nha anh em. Mấy tàu nhựa Dũng Án này thì gặp dấu nục điếu mà hơi khơi khơi thì mấy anh cũng ra đánh, nhưng mà đa phần thì đánh nó không có hiệu quả bằng rút đêm. Do nói chung ở khơi thì cái dấu cá nó nằm 450-560 anh em, thì mấy người rút tủ thì không cách nào mà đánh nó đạt cá bằng rút đêm được. Ở đây hình như là bình dòm là có 3-4 chiếc tàu nhựa, còn hai chiếc kia hình như đang làm lưới hay sao á đó. Đó anh em, ở đây mình quay mấy con tàu nhựa composite của Phú Yên với Mỹ Tân cho anh em xem. Ba con, hai con màu xanh, một con màu trắng ở đằng xe kia. Bữa nay trời có lượng rồi anh em ơi, cho nên quay video nó hơi rung lắc mà rất là khó quay nha anh em. Đây có tàu sắt nữa nè, cố gắng quay một video về tàu cá lưới rút cho anh em xem, bởi vì bữa giờ mình cũng ít đăng về cái cảnh mà các cái tàu cá lưới rút đang khai thác, cho nên là anh em dán lâu cũng thấy nhớ nhớ thiếu thiếu. Đây mấy tàu nhựa của Dũng Án nè anh em, đang bên lưới. Chiếc này làm lưới xong rồi, chiếc này ghe của anh em Sang Lực 86 Sang. Chiếc này chiếc lớn, hình như chiếc nhỏ là chiếc 88, chiếc này chiếc lớn anh em Sang Lực thì hình như là hai chiếc. Chiếc này cabin 2 tầng. Đây mình kéo lại gần mấy tàu nhựa của Dũng Án cho anh em xem, đang bên lưới. Thì anh em biết thì mình quay mấy tàu cá của Phú Yên nè, anh em thấy là đa phần tàu cá của Phú Yên á thì có cái dàn sàn bên lưới á đó. Còn trước đó thì cái mẫu dàn sàn mà đỡ bên lưới là đa phần là dành cho rút trụ, còn những anh em Bình Định thì hầu như thì họ ít khi sử dụng cái model đó. Những anh em Bình Định thì bữa giờ là mình thấy chỉ có hai chiếc thôi, hình như là một chiếc là của Ba Bảy Đông thì có bắt dàn sàn, và một chiếc thì của anh em Sang Lực, nhưng mà chiếc nhỏ hay sao á, chiếc của ông Lực á hình như là có dàn sàn. Đây mình quay cái cảnh của mấy tàu cá Bình Định không à anh em. Buổi sáng là anh nào cũng có ít nhiều gì cũng néo múc hết. Quanh quanh đây có chiếc ghe chở lòng ghẹ hay là lòng ốc hương gì đó anh em. Nói chung ở cái vùng mình là không có làm cái ngờ lòng loại này, nên là mình không có rành về cái ngờ này lắm. Đó. Những cái lĩnh vực nào mà mình hơi rành, hơi đại loại là biết thì mình sẽ phân tích sâu và kỹ cho anh em xem. Đó. Còn những cái lĩnh vực ví dụ như cái ngờ này thì mình chỉ quay ghe với thuyền cho anh em xem
trong cái đợt mà núp gió này, trong đợt chạy núp gió này, anh em thấy là ghe chạy nó phủ mồi mồi, ghe chạy rất là nhỏ nhưng mà có mồi tạc tạc anh em. Gió tới rồi anh em ơi, ở này làm mấy cái nghề này thì ở mình thì không có làm, Kè Ná rồi ở Ninh Cử hay là ở Nha Trang như ở Phú Yên, không biết là ở Bình Định là có xẻ nào làm không, với Bình Định thì mình cũng biết là có mấy xẻ thì cũng không có làm cái nghề này, ngờ lồng ghẹ hay là ngờ thẻ lồng ốc hương rồi gì đây nè. Ghe này là ghe ở Vũng Tàu nha anh em. Đó, quay anh em xem thì những anh em miền trong thì hình như là thấy cảnh này nhiều, còn cái vùng miền trung của mình là ít thấy ba cái thở loại ghe làm cái nghề này lắm. Trời bữa nay nó xuống gió nó hơi mù mù nên quay cảnh nó cũng không được đẹp lắm. Đây dãy kèo của Nha Trang nè anh em, quạt ghe của Nha Trang là thoáng nhìn vô là biết liền. Mấy mình chụp còn chạy vô núp gió luôn, trời nó mù mù xung quanh hết à anh em ơi.